Hey, chào các bạn, hôm nay mình tiếp tục dẫn các bạn đi thăm cái bãi sóc của mình nha. Mình bẫy trong vườn tiêu các bạn. Tiêu trái qua trời. Điện thoại mình mà quay bằng cái điện thoại cua bắp nha. Nằm trúng tiêu dữ. Ồ, dính rồi bạn. Mình bẫy trên cây sầu riêng nè. Đó, đây này nè. Dính vào một con nhen nha. Trèo lên bắt nó nè bạn. Không kỳ quá mệt luôn các bạn. Con nhen các bạn. Con này bụng nó già cam luôn nha. Đó. Mình bẫy ở trên cây sầu riêng nha. Cây sầu riêng này. Quá đẹp luôn. Mình nghe nói cái con này nuôi kiểng đẹp nè. Với làm cái thuốc gì á là mình không biết. Không biết làm thuốc gì nha. Ok, mình bắt xuống nha các bạn. Đó, quá đẹp luôn nè. Mình bắt nó rồi nha các bạn. Bỏ vào cái vỏ này nè. Bắt nha, mình thả trong đây nó thở được nha các bạn. Bỏ trong túi kính qua nó chết rồi. Ok, tiếp tục mình đi thăm bẫy nha. Ui. Dính, cám ơi. Nè, trên đây nè. Sóc bông. Đó. Các bạn thấy không? Sóc bông nha. Trời ơi. Dính mềm sóc bông các bạn ơi. Ui da. Ngon cơm. Đó, các bạn thấy không? Sóc bông nha. Bẫy trên cây sầu riêng nha các bạn. Cây này khó trèo quá. Cái cây này nó không có cành nha các bạn. Này chắc mình phải tắt camera để mình leo lên thôi. Mình leo cây nè. Tổ kiến nha. Kiến nó bu quá trời luôn. Dính em sóc bông nha các bạn. Ui quá đá nha. Sóc bông. Cái này chắc nó bẫy nó dính buổi sáng nha các bạn. Nè con bụng da cam nha. Đó. Quá đẹp đâu. Mình không biết con này con đực con cái. Đó. Quá đẹp nha các bạn. Sóc bông nha. Nếu các bạn muốn bẫy được sóc bông là các bạn phải bẫy trên cái cây cao nha các bạn. Nên là nếu mà bẫy dưới đất thì cũng hên xui thôi. Hên xui nó mới dính nha. Còn đa số là sóc bông nó rất là khôn nên nó phải bẫy trên cao. Mà bẫy trên cao thì nó hay dính chim nè. Rồi ba con nhen, rồi chuột tùm lum hết đó. Khó dính lắm. Cái lông đuôi nó quá đẹp luôn các bạn. Đó. Quá đã luôn. Đó các bạn nghe thấy chim nó kêu không? À, bẫy là còn dính chim nữa nha. Ok thì nó bắt xuống á. Sóc bông rồi. Sóc bông nha. Sóc bông. Đó. Sóc cá nha các bạn.
trái và cam nha. Ok, mình tiếp tục mình bẫy mùa chuối nè, tiếp tục đi thăm nha các bạn. Dính 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 mà dính dính con nước kìa bạn, đó. Dính xóc đất cơ mà ơi, xóc đất. Nèo nằm bắt xuống này. Xóc đất nha các bạn, xóc đất, xóc đất nha, đuôi xù đẹp không, xóc đất nhưng mà vẫn đẹp nha các bạn. Bẫy trên cây sầu riêng luôn nha. Mình bắt xuống nha.